Thấy rồi, ai bi rồi. Bị tiếp luôn. Sáng sáng hai chú luôn, hai chú luôn, nhẹ nhẹ nương nương nhau để trước bức. Lúc nãy lại tiếc một chú hai chú quá đã. Chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh Bùi Vlog nhé. Sáng nay tiếp tục đi câu chà bờ, hôm nay mình ra hơi trễ xíu, để đâu đó khoảng 15 phút trời bắt đầu sáng nè. Rồi giờ tiến hành ra câu thôi, hy vọng hôm nay sẽ là ngày may mắn mọi người nhé. Hôm nay vẫn còn cá nó rầm trên đầu nước bên kia mà không biết nó có ăn nữa không. Ok, giờ tiến hành ra câu thôi. Đường đầu tiên chưa thấy con gì. Đó, ăn rồi, ăn rồi. Gì đây? Gần đây dễ xử lý. Quăng sao quá. Con không tới. Có con gì nè. Chạy rung rung mà chặt rồi hả? Có con mà. Ê, rùm rùm có một con mà. Vô góc, vô góc. Một chú gì đây? Cá ngăn nhỏ nhỏ. Ăn rồi, cái gì đây? Chắc trác luôn. Trác gây gì đây? Hai ba em gì đây? Chạy chạy. Ồ, cầm mối. Cầm mối. Cầm mối nhìn đẹp lắm. Con hai con gì nữa mà không cho cục chị xuống luôn. Cái gì? Trác. Ủa đó. Ngay đây rồi. Ăn con gì đây? Nhẹ nhẹ. Một chút cái trác trác hay cái liệt vậy đó. Cá lóc. Cá lóc nè. Ở
lốp hay cái nục. Một chút cân ngăn. Xuống đây một con gì chụp nè. Hai chú lốp. Lốp này nhìn lớn. Mấy video trước cá nhỏ nhỏ mà này thấy cá lỡ lỡ lỡ. Rồi có bi ăn rồi mọi người. Bi đây rồi. Bi đây, có bi đây. Bi hạt nục to. Đi lại dễ vô góc. Sáng rồi đó. Bi. Quay 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 quay. Một chú. Chín bụng. In cái bụng. Nóc à. Nóc có nóc rồi. Nóc có nóc có nóc có nóc. Đại ca xuất hiện rồi. Ở bên ngược nước rồi có đại ca liền. Cái giăng rồi. Ủa, cái liệt. Có con gì nữa mà chắc chín con lốt. Wow, cái nục gốc to. Liệt chín lưng. Đây rồi, đây rồi. Lau xuống, lau xuống. Cái gì đi ra đây. Lá. Nóc à. Nóc nó chạy lạ rồi. Nóc là cái gì mà chạy lạ vậy. Rắc rắc to mà. Hay chạy hay nhẹ đã. Nóc chạy nhanh. Chưa kịp tới đất là lượm. Ô, cái gì đây? Cái gì mà lo ghê vậy? Mới xuống chụp cái gì rồi? Cái gì nặng không? Cái gì bi. Một chút có bi mà lên lâu kia. Dính cái lưng hay gì chạy. Bị ăn rồi, bị ăn rồi. Không cần, không cần. Một chút có bị thấy sáng sáng nè. Sáng sáng nè.
bi hay nóc ghê vậy. Bi hay nóc. Thấy gì vô. Trắc trác vô nè. Vâng, trắc trác hay có trích gì nè. Lực lực lực. Lực lực lực. Một chú này một chú. Không phải có bi mọi người. Cái gì á? Nóc mắt lưng. Wow, quá nguy hiểm. Móc vô cái lưng. Hay gì vẫn nặng. Cái gì đấy, nóc nó nóc nữa rồi, nóc phải kéo nhanh nha, để đứt cầu. Nóc 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 đó. Cái gì đây, nóc mà. Nóc 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 nóc. Ôi, ủa, nóc mà gì mà cắm mà cần đúng không? Cái nóc chắc phải nhiều lắm mới cắm mới cần này. Nhưng mà cho bỏ cái nóc. Hai em có bi, hai em có bi luôn. Cái sáng dưới luôn. Rồi đó các em rồi. Ủa, có một em chạy vô. Wow, thấy một em rất chạy không? Tiếc chưa? Quá tiếc chưa đồ ạ. Rồi, dính rồi. Hay đó. Ai bị rồi. Bị tiếp rồi. Sáng sáng. Hai chú luôn, hai chú luôn. Nhẹ nhẹ nương nương nhau để chút bức. Lúc nãy lại tiếc. Một chú, hai chú, quá đã. Một chú. Sao này có bị trọng rồi. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Bị tiếp, bị tiếp. Chưa thấy, chưa thấy. Đó, có rồi, một chú rồi. Sáng sáng với mình đó, rồi. Đúng rồi, rồi. Lửa đi xong đứt ngoài ta.
Đó, ăn lại rồi, ăn lại rồi. Công cộng, công cộng, công cộng. Mấy chú, mấy chú. Nó thêm một chú à. Một chú sáng sáng đâu. Đó, đó, nó sáng lên đó. Ý. Dính như con mép này cứ ngắt. Ủ điệu cứ liệt xuống. Đấy, mọi người thấy cái không? Chạy. Đó. Đó. Đó, dính luôn nè. Cào để trên mặt nước cũng dính nè. Ăn rồi. Đó, cắm xuống, cắm xuống, cắm xuống. Còn, còn, còn. Cắm xuống, cắm xuống. Một con á. Một em với mấy người ơi. Má không chưa thấy. Rồi, một em, một em. Sáng cái nước ra. Đó, sáng nó người đó vậy. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Này cá trọng lên nè. Cực cực. Giáo. Tiếp tục mọi người. Tiếp tục copy. Đó, sáng sáng rồi đó. Không phải có nóc, có nóc, có nóc, có nóc. Nguyên quá. Hay vậy, nghe nó rùng 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 rùng. Hơi cũng đáng lo. Kinh chưa. Cá lượm liền. Cái gì mà mình cứ nghe còn nặng tay. Ai ngờ lượm mất cái cục ở dưới. Quá ghê. Quá ghê cho đồ bạn. Sáng giờ làm hai cục luôn mà. Cục này cục thứ ba rồi đây. Đây cục thứ ba rồi đây. Gì đó. Hả? Nóc à. Ủa con nóc tiếp rồi, con nóc tiếp rồi. Ủa rồi. Quá liệt. Nóc tiếp rồi, nóc tiếp rồi, cũng đã không? Nhóm ra ngoài chứ là tiêu liền. Tiêu với đại ca liền. Ừ, đại ca quá, đại ca ơi. Rồi, một cái lưỡi. Hai cái lưỡi. Xem nó tí đại ca dứt một, một lưỡi, hai lưỡi. À, để mình ấy thêm lưỡi vào đây. Từ cái nóc dứt mất câu à. À, cái gì đây? Cái gì đâu, nhẹ câu này. Này chỉ có mối không rồi. Nghiêng có mối. Đang nghe đầm đầm tay thì nhiên nghe nhẹ hiều. Ừ, cái nóc
Wow, quá kinh khủng. Dính cái lưng luôn. Dễ tiêu luôn. Bị đâu rồi? Cái gì đây? Ý. Em có đất trát mà. Trát dính mắt. Trát tòi. Cái gì đây? Cái gì đây? À, có bi lại rồi. Wow. Đâm cần là bi mà nó chạy lão. Mùi dưới nước thấy sáng sáng nữa. Nóc rồi. Wow. Nóc. Sư phụ nóc. À. Ừ. Sư phụ nóc. Sư phụ của sư phụ. Nóc quá, nóc phá là cái bi không ạ? Nhóm này nhẹ nhẹ quá. Đạm, dính cái nóc nữa rồi. Nóc nữa mọi người. Bẹt bẹt bẹt. Đứt cầu. Nóc nữa. Siêu phá, siêu phá. Giờ này à, trưa rồi, 7 giờ rồi, sáng nước này mình ăn bẹt đây. Hôm nay mình câu rắn rá chứ, mà nãy giờ mình thấy có bì rồi, nãy giờ hết ăn luôn. Nó nóc không? Đó. Cái gì đây? Bi lại rồi. Đó, bi rồi. Đây cũng phải bi luôn. Nóc giật 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 nè. Nó giật 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 nè. Găm cần. Cái gì? Bi có bi. Lâu quá rồi mất cảm giác tay. Lâu quá rồi mất cảm giác tay. Cần mà nó găm xuống thì không phải cái nắp. Nắp thì khi nó ăn nhiều mới găm cần xuống đó.
thấy vừa găm con xuống. Có cái gì to to chạy không? Ủa anh nóc quá dữ, con thằng gái to to chạy. Anh nóc tiếp được không? Nóc quá nóc. Ủa yeah. Nóc bùi sư. Chụp lại lưỡi măng cắn. Răng. Răng như một cái máy cắt. Sao này có mối, một con có mối. Cái gì đã ăn ngoài này luôn rồi. Nóc à, mới thả xuống dính cái nóc liền. Ồ mới nhắc luôn rồi. Em mới sáng nay em có cắm mối với một em, mới nhắc Tào Tháo, có Tào Tháo liền. Nóc sẽ mốt đã mà. Giờ nước trong là quậy quá quậy. Sợ ngang dài luôn. Ghê chưa? Rồi, cái nóc phá quá mọi giờ thành quả sáng nay nè, nãy nó còn mớ cá. Vẫn là cả những em chú có bi to nữa mọi. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video tới giờ phút này nhé. Nếu mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn thì mọi người ủng hộ kênh một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để kênh ngày càng nhiều người biết tới hơn. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người lại video sau.